Sau khi giành chức vô địch MSA 2024, hỗ trợ của Genji Lehas đã được trao tặng danh hiệu tuyển thủ xuất sắc nhất trận chung kết. Mặc dù vậy, ít ai biết rằng Lehas đã gặp phải vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe trong khoảng nửa tháng có mặt ở Trung Quốc. Trở về nhà sau chiến tích đăng quang, Lehas đã chia sẻ nhiều thứ ít ai biết sau hậu trường, thậm chí còn có cả thông tin gây sốc. Ngôi sao của Genji đã mệt mỏi đến mức phải đi truyền dịch vào tĩnh mạch nhưng cũng không cải thiện được sức khỏe. Dù màn trình diễn của Lehas không bị suy giảm, thậm chí là còn chói sáng trong trận chung kết, thế nhưng tuyển thủ này thừa nhận đội tuyển của anh đã gặp quá nhiều khó khăn trong quá trình tập luyện cũng như thi đấu. Tôi không khá hơn ngay cả sau khi truyền dịch qua đường tĩnh mạch, vì vậy tôi không thể tham gia bất cứ trận đấu tập nào từ trước trận gặp Fnatic và Top. Tôi thậm chí còn bỏ lỡ tất cả các cuộc họp cấm chọn, cả đội cũng không thể đấu tập bởi vì tôi bị ốm ngay từ đầu. Lehans cho biết thêm anh chỉ có thể họp bàn chiến thuật và lên kế hoạch cấm chọn cùng tổ đội ngay trước khi bước lên sân khấu thi đấu. Mặc dù vậy, Genji vẫn đạt thành tích cao và toàn thắng tất cả 4 loạt trận BO5 trước Fnatic, Top và 2 lần trước Bilibili. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên sau khi biết tin, nhưng họ lại trở nên thán phục và đề cao hơn chiếc vô địch quốc tế đầu tiên của Genji sau 7 năm. Trong lần thứ 2 chơi cho Gen, Lehans đã được tưởng thưởng bằng danh hiệu Final MVP cực kỳ xứng đáng. Lehans nên được coi là một trong những hỗ trợ xuất sắc nhất lịch sử Liên minh huyền thoại từ trước đến nay, đặc biệt là nếu anh ấy vô địch Worlds. Đối với tôi thì anh ấy đã có mặt trong top 3 hỗ trợ hay nhất rồi, một người bình luận trên Reddit. Không chỉ Lehans mà tất cả thành viên trong đội hình thi đấu lẫn bàn huấn luyện Genji đều không có thể trạng tốt nhất ngay từ khi có mặt ở thành đô. Huấn luyện viên trưởng Kim đã chia sẻ thông tin này sau khi họ giành chiến thắng 3-0 trước Fnatic tại vòng 1, tức là hơn 10 ngày sau khi đấu Bilibili tại chung kết tổng. Hiện Lehans vẫn chưa chia sẻ chi tiết về vấn đề sức khỏe và chúng ta chưa thể biết nó đã được khắc phục triệt để hay chưa. Hy vọng rằng ngôi sao này sẽ sớm bình phục để cùng Genji trở lại tại LCK mùa hè 2024 bắt đầu từ ngày 12 tháng 6. Cách đây ít lâu đã có thông tin gồm Genji và DK cũng như Katie Roster sẽ có mặt ở Việt Nam. Thậm chí sự kiện liên quan đến Genji đang rất được mong chờ sau khi đội tuyển này giành chức vô địch MSA 2024. Tuy nhiên, giai đoạn giữa mùa sắp tới đang hứa hẹn sẽ vô cùng sôi động với khán giả VCS. Bởi lẽ một ông lớn nữa từ LCK sẽ chuẩn bị đến thăm Việt Nam, đó là Hawa Life. Đội tuyển được mệnh danh là giải ngân hà của LCK khi quy tụ gồm những gương mặt đình đám như Doran, Phoenix, ZK, Viper và D-Line. Theo đó, sự kiện của Hawa Life sẽ mang tên 2024 HLE Global Fan Fest tại Việt Nam và được tổ chức dự kiến vào ngày 1 tháng 7 tại sân vận động quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này dự kiến sẽ quy tụ 1.500 khán giả với những hoạt động bên lề sôi nổi khi không chỉ là một buổi fan meeting mà còn là chuỗi các hoạt động đa dạng như mini game, hỏi đáp, solo với tuyển thủ cũng như ký tặng người hâm mộ. Đặc biệt, Hawa Life còn chơi lớn đến nỗi thông báo sẽ miễn phí 100% vé tham dự sự kiện. Màn đột kích bất ngờ của đại diện Hàn Quốc khiến giới thảo tin cũng như khán giả Việt Nam vừa bất ngờ vừa thích thú. Bởi lẽ trước đó không hề có bất kỳ thông tin nào về việc Hawa Life sẽ đến Việt Nam. Thậm chí cộng đồng LCK cũng không có thông tin nào về chuyện này. Chưa kể Hawa Life còn sẵn sàng tài trợ 100% vé cho khán giả. Ngoài ra không ít người bày tỏ sự mong đợi ông lớn cuối cùng trong bộ ngũ LCK cũng sẽ có hoạt động gì đó đến cộng đồng Liên minh huyền thoại Việt Nam. Bởi lẽ T1 chính là đội từng được đồn đoán sẽ ghé thăm Việt Nam nhưng cho đến nay, khi cả Genji, Hawa Life, DK và KT đều lần lượt có thông tin sẽ đến Việt Nam thì T1 vẫn im hơi lặng tiếng. Nhưng dù sao khán giả Việt Nam cũng có cả để mong chờ khi sắp tới họ có cơ hội được giao lưu trực tiếp toàn những hậu thủ đến từ Hàn Quốc. Đây là cơ hội không thể quý báu hơn nhưng chắc chắn cũng sẽ cạnh tranh rất cao cho một suất tham dự sự kiện, nhất là khi có quá đông khán giả Việt Nam dành tình yêu cho LCK. Tại MSA 2024, T1 là đội tuyển khiến cho khán giả vừa khó hiểu vừa để lại nhiều cung bậc cảm xúc nhất. Đội tuyển này gặp vô vàn chông gai trong hành trình của mình ở thành đô, nhưng chính họ cũng cho thấy khả năng thích nghi và cố gắng làm quen với meta đảo đường vốn đánh mạnh vào sở đoản của cả đội, mà những trận thắng trước G2 hay Team Liquid là ví dụ. Thậm chí nếu Bilibili không cố ý khóa hết vào các tướng của Faker và On không có pha săn rút thành công thì chưa biết chừng trận chung kết tổng có thể là trận derby LCK giữa T1 và Genji. Bên cạnh vấn đề về phong độ và tâm lý, không thể phủ nhận meta ảnh hưởng rất lớn đến phong độ của T1. Tuy nhiên, có một tuyển thủ đang khiến người xem vô cùng thắc mắc khi anh sở hữu một bể tướng rộng và thực tế đã sử dụng rất nhiều lựa chọn khác nhau tại MSI lần này nhưng không thực sự hiệu quả như mong đợi, đó là Kerria. Anh có màn thể hiện đáng quên trong trận chung kết nhánh thua với Bilibili khi ở ván đấu quyết định anh gần như vô hại. Trước đó, trong các trận đấu sử dụng Renata Class hay Nautilus, Kerria cũng vô cùng phập phù dù đây không phải hai vị tướng xa lạ với anh. Theo một thống kê mới đây, Kerria đã sử dụng tới 12 tướng khác nhau tại MSI. Cho những ai chưa biết, con số này cao hơn hẳn 3 tuyển thủ góp mặt trong trận chung kết tổng là Nike với 10 tướng và Kenyan Lehans cùng 9 tướng. Theo lý, với một bể tướng rộng, T1 hoàn toàn có thể cân nhắc nhiều kiểu chiến thuật khác nhau để vận hành đội hình hiệu quả. Ấy vậy mà,
có một sự thật rõ ràng, Vicaria sử dụng quá nhiều tướng còn cho thấy là T1 đang loay hoay tìm ra những phương án tốt nhất. Chưa kể, trong một số meta của Liên minh Huyền Thoại, chỉ có một số tướng là phù hợp, và việc sử dụng nhiều tướng đồng nghĩa với Vicaria đôi lúc phải cầm cả những tướng không thuận tay hoặc không phù hợp chỉ vì không có lựa chọn nào tốt hơn. Trường hợp tương tự cũng xảy ra với Faker khi anh đã dùng tới 10 tướng tại MSI lần này, trong đó có những trợ Faker phải cầm Vega hoặc Kristana và thực tế không quá hiệu quả, sở hữu một thông số tưởng chừng như là nghịch lý. Nhưng chính thống kê của Vicaria lại vô tình cho thấy vấn đề cốt lõi của T1 khi họ phải loay hoay trong meta lần này. Ở giải mùa hè sắp tới, Draft có thể sẽ có những tác động, nhưng chính các tuyển thủ cũng cần phải thích nghi nhanh nhất nếu như không muốn mang đến cho các fan những cảm xúc trái ngược như MSI vừa qua. Cộng đồng fan T1 những ngày qua cực kỳ bức xúc khi thấy ảnh của Vicaria đang đi ăn cùng bạn bè ở Thành Đô, nhưng xung quanh lại có rất nhiều fan đến chụp hình. Những người này có cả nam lẫn nữ, không ngại khoảng cách mà đến kế bên bàn ăn, đồng thời chỉ thẳng điện thoại về phía tuyển thủ của T1. Vicaria không lên tiếng, nhưng có thể thấy gương mặt của anh tỏ rõ sự bất lực. Rõ ràng anh đang có tâm trạng không vui sau khi T1 bị loại, đồng thời lại không có được sự tự nhiên trong một bữa ăn. Chính vì vậy đã có nhiều fan T1 chỉ trích nhóm fan của Trung Quốc vì hành động nói trên. Việc xin chụp ảnh cùng với tuyển thủ khi đi ăn là điều rất tự nhiên, nhưng động thái nói trên được xem là quá đà. Streamer Kim Min Kyo, người đi ăn chung với Vicaria ở Thành Đô, đã kể lại vụ việc đầy ám ảnh trong buổi stream gần đây. Sự nổi tiếng của T1 ở Trung Quốc là không thể tin được. Bọn họ dường như luôn biết T1 sẽ đi đâu, sau đó tập trung rất đông ở những địa điểm đó sẵn. Tôi không hiểu tại sao họ lại có thể biết được luôn. Thật kỳ lạ. Khi chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng, bọn họ không quan tâm chúng tôi nghĩ gì, cứ thế mà chĩa thẳng máy về phía chúng tôi, chụp liên hồi. Vì vậy, tôi đã phải bảo vệ Vicaria bằng cách nói xin lỗi rồi che mặt cậu ấy lại. Streamer này cũng chia sẻ rằng Vicaria và toàn đội đã thất vọng sau thất bại trước Bilibili. Thậm chí Vicaria chỉ ngủ có 3 tiếng đồng hồ trong đêm đó. Do đó, tuyển thủ này muốn đi ăn uống, xem gấu trúc để có thể xả stress, nhưng lại gặp vụ việc không mong muốn. Thông thường những đại diện đến từ phương Tây như châu Âu hay Bắc Mỹ đều không được đánh giá cao so với khu vực phương Đông tại các kỳ Liên minh Huyền Thoại quốc tế. Nhưng tại MSI 2024, G2 đã có màn trình diễn vô cùng thuyết phục và khơi dậy lòng hâm mộ của nhiều cổ động viên. Giờ đây, Yike cũng hy vọng rằng các fan sẽ dành nhiều quan tâm hơn cho các đội khác tại EU. Mới đây, Yike, người đi rừng của đội, đã chia sẻ quan điểm của anh về giải đấu cũng như tình trạng của đội EU hiện tại. Theo đó, anh tin rằng các đội châu Âu sẽ tiếp tục cải thiện và có thể tạo thêm những chiến thắng bất ngờ tại các giải quốc tế trong tương lai. Tôi hy vọng rằng sau khi xem chúng tôi chơi tại MSI, các đội sẽ lấy lại được niềm tin. Châu Âu đã không thi đấu tốt trong những năm gần đây. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thể hiện tốt hơn rất nhiều tại MSI lần này. G2 đã gây ra những tiếng vang, sự bất ngờ tại trận đấu hấp dẫn nói trên. Họ đã làm khó T1 với tỷ số 2-3 căng thẳng, sau đó hạ top, hạt giống số 2 của Trung Quốc với tỷ số hủy diệt 3-0. Nhưng đáng tiếc sau đó họ lại bị áp đảo hoàn toàn 0-3 trước T1. Tôi không nói rằng chúng tôi đã làm xuất sắc, nhưng nhìn chung thì đó vẫn là một giải đấu mà chúng tôi cảm thấy hài lòng. Tôi nghĩ rằng các đội châu Âu khác cần lấy lại niềm tin của khán giả. Khu vực của chúng ta cần mạnh mẽ hơn và hy vọng rằng niềm tin này có thể dẫn đến việc tập luyện tốt hơn trong LEC. G2 không phải là đội châu Âu duy nhất có mặt tại MSI 2024, với Fnatic cũng tham gia. Humanoid và đội ngũ của anh đã không thắng được bất kỳ trận đấu nào tại giai đoạn vòng loại, nhưng họ vẫn tỏ ra rất đáng gờm. Họ cũng đã có một chiến thắng trong loạt BO3 trước top, qua đó có thể cho thấy họ suýt có cơ hội đánh bại đại diện của Trung Quốc. Mùa hè LEC 2024 sẽ trở lại vào ngày 6 tháng 6, trong khi Worlds sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 9. Worlds sẽ diễn ra ở châu Âu và hy vọng với lợi thế sân nhà, G2 hoặc các đội châu Âu sẽ có màn trình diễn khả quan hơn.